Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì tựa đề của chúng ta là chứng khoán chiến lược nhân từng con sóng hành trình về miền Trung thân yêu. Thì đây là lần đầu tiên Hồng Lê xuất hiện trước máy quay. Kênh của chúng ta đã có 127 bản tin video phân tích định lượng chứng khoán hàng tuần. Tuy nhiên là vào mỗi buổi tối thứ sáu hàng tuần thì các anh chị chỉ có xem và có nghe giọng nói Hồng Lê, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện trước hành trình truyền hình. Và rất nhiều nhà đầu tư cũng như tất cả các anh chị em của chúng ta thì lần đầu tiên đều gặp Hồng Lê, và một số các anh chị thì chúng ta đã được gặp rồi. Thì như các anh chị của chúng ta cũng đã biết, trong một tháng vừa qua miền Trung liên tục gặp những cái thảm họa về thiên tai, bão rồi lũ lụt, và cái sức tàn phá của thiên nhiên rất là kinh khủng. Và chúng ta cũng qua những cái hình ảnh, qua truyền hình, qua tin tức thì chúng ta cũng biết được là đồng bào miền Trung thì chúng ta rất là khó khăn và rất là vất vả. Thì được sự ủng hộ và đồng hành của cộng đồng chứng khoán chiến lược nhân từng con sóng thì Hồng Lê cũng như các anh chị em ở trong ban tổ chức thì đã lên một cái chương trình hành trình về miền Trung thân yêu của chúng ta. Và chương trình này chính thức được phát sóng và được đăng tải vào ngày 21 tháng 10 năm 2020, và hành trình của chúng ta có 10 ngày để chúng ta quyên góp ủng hộ cho chương trình này. Và đến hết ngày 31 là chúng ta sẽ kết thúc cái chương trình ủng hộ, và toàn chúng ta sẽ bắt đầu đi vào miền Trung. Thì cái hành trình của chúng ta là chúng ta sẽ có 4 ngày chúng ta đi về miền Trung, và cái địa điểm của chúng ta đi đến đó là tỉnh Quảng Trị, và có 3 xã rất đặc biệt khó khăn và chịu những cái tác động rất là nặng nề trong cái đợt lũ vừa qua, đó là xã Vĩnh Linh, xã Hướng Hóa và xã Hải Lăng. Với tổng cái xuất quà hiện tại Hồng Lê cũng như trong ban tổ chức thì đã liên hệ với chính quyền địa phương, và chúng ta đã liên hệ là chúng ta trong chuyến đi này thì chúng ta sẽ dành 720 phần quà để góp cho đồng bào miền Trung. Thì tính đến 10 giờ sáng nay ngày 30 tháng 10 năm 2020 thì tổng số tiền mà chương trình quyên góp được là 297.615.825 đồng. Thì có thật lẻ đằng sau, bởi vì là có một phần khi chúng ta chuyển khoản cho các đơn vị nhà cung cấp thì nó sẽ bị lẻ. Trong đó thì anh Phan và những người bạn ở Cộng hòa Liên bang Đức thì có gửi về cho chương trình của chúng ta là 130 triệu đồng. Số còn lại được quyên góp và được ủng hộ tại Việt Nam. Trong đó thì có những nhà đầu tư và có những anh chị em là thành viên của cộng đồng chứng khoán chiến binh trên đường con sóng, có những gia đình, người thân, bạn bè của chính các anh chị em thì cũng biết đồng lên tổ chức chương trình, thì cũng đã gửi những cái tấm lòng ủng hộ về cho chương trình. Và hiện tại thì cái phần quà mà chúng ta sẽ mang đi vào miền Trung đó là gạo, nước mắm, dầu ăn và bột canh. Cùng với đó là tất cả những cái hàng hóa như là quần áo, sách vở đó, chúng ta sẽ mang vào để chúng ta phân phát cho đồng bào miền Trung vùng lũ. Và hiện tại Hùng đang có mặt tại kho hàng của Vĩnh Thăng Long. Tất cả công việc tổ chức của ban tổ chức cũng như toàn bộ hàng hóa thì đã được tập kết, và chương trình chúng ta sẽ đúng lịch trình, tức là đúng ngày 31 chúng ta sẽ bắt đầu hành trình đi vào thành phố và tỉnh Quảng Trị, và chúng ta sẽ đi 3 huyện như vậy. Và đến giờ phút này thì lễ được thay mặt ban tổ chức cũng như thay mặt cho cộng đồng và chiến binh chương trình có sáu được gửi lời cảm ơn những cái tấm lòng thiện nguyện, những cái sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng nhà đầu tư để chúng ta có được một cái hành trình về miền Trung thân yêu của chúng ta, và chúng ta cùng chung tay giúp sức để ủng hộ cho những người dân khó khăn tại vùng lũ lụt trong thời gian vừa qua. Và Hùng Lê cùng với tất cả những anh chị em tình nguyện sẽ mang gọi là cõng trên vai tất cả những cái tình cảm của cộng đồng nhà đầu tư, của tất cả những tấm lòng chung tay của các anh chị, và chúng ta sẽ mang đến tận gia đình, tận những cái gia đình rất là khó khăn, đó rất là khó khăn, những
cái gia đình bị thiệt hại nặng nề và trong cái đợt lũ vừa qua ở tại miền Trung. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại Hùng Lê trong cái phần 3 của chương trình là hành trình về miền Trung thân yêu. Thì cái hành trình của chúng ta sẽ có 3 phần. Và phần thứ nhất đó là phần chúng ta làm truyền thông để chúng ta kêu gọi cái sự chung tay ủng hộ của cộng đồng. Thì cái phần này sẽ là từ ngày 21 cho đến ngày 31 tháng 10. Và cái hành trình thứ hai đó là hành trình lên đường. Đó là tất cả những công việc chuẩn bị hàng hóa xe cộ cũng như set up tất cả những cái công việc trong ban tình nguyện, những người tình nguyện sẽ đi theo đoàn. Và phần thứ ba của chúng ta thì chúng ta sẽ có những cái hình ảnh tại vùng lũ Quảng Trị, tại những cái xã chúng ta sẽ có những cái hình ảnh tại những cái người dân đang rất là khó khăn, và sau đó thì chúng ta sẽ tổng hợp lại để chúng ta đánh giá lại cái chương trình của chúng ta có những cái gì đạt được, có những cái gì mà chưa đạt được, để chúng ta rút kinh nghiệm để có thể là trong những cái chương trình tiếp theo thì chúng ta sẽ làm tốt hơn. Và thay lời kết cho cái phần 2 của chương trình của chúng ta, đó là phần lên đường, thì Hùng Lê sẽ chia sẻ một cái bức thư rất là ngắn của hai cháu Thảo Nguyên và Thảo An có gửi cho chú Hùng Lê như sau. Thì Hùng sẽ xin đọc nguyên văn cái bức thư rất là ngắn của hai cháu có gửi cho chú như sau. Kính gửi chú Hùng Lê, con là Thảo Nguyên và em con là Thảo An. Gửi tặng các bạn miền Trung bị thiên tai lũ lụt và không được may mắn như các con. Đây là số tiền mà con tiết kiệm được, con nhờ chú gửi tới đồng bào lũ lụt, và số tiền con đọc theo được là 1 triệu đồng. Con cảm ơn chú và con chúc các bạn và đồng bào miền Trung mau chóng vượt qua những khó khăn. Và hai con Thảo Nguyên và Thảo An đã gửi đến chương trình của chúng ta một cái thư như vậy. Thì đấy là những cái tình cảm rất là tuyệt vời của các cháu nhỏ cũng như của cả cộng đồng của chúng ta gửi đến đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Và một lần nữa cùng lên xin thay mặt chương trình hành trình về miền Trung, và chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình 4 ngày. Cảm ơn tất cả những anh chị em, cảm ơn những tấm lòng thiện nguyện đã hướng về miền Trung thân yêu của chúng ta. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong phần 3 của chương trình hành trình về miền Trung thân yêu của chúng ta.